Kính thưa quý vị và các bạn, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt huy động thành công gần 3.600 tỷ đồng vốn tín dụng. Dự án PPP cao tốc Bắc Nam đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt đã huy động thành công gần 3.600 tỷ đồng vốn tín dụng sau khi được Bộ Giao thông Vận tải gia hạn. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và các tổ chức tín dụng khác tham gia hợp vốn làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank đã thống nhất cấp vốn tín dụng cho dự án PPP Diễn Châu - Bãi Vọt. Hạn mức tín dụng của dự án được cấp là 3.560 tỷ đồng. Phần vốn còn lại, nhà đầu tư sẽ tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Dự án để đảm bảo đủ vốn, BOT là 5.090 tỷ đồng theo quy định của hợp đồng. Theo quy định, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, nếu nhà đầu tư không ký kết được hợp đồng vay vốn đáp ứng yêu cầu về mức vốn vay, điều kiện giải ngân theo quy định, để giải ngân vốn cho dự án, cơ quan nhà nước sẽ có thẩm quyền có các đơn phương chấm dứt được hợp đồng và tịch thu bản đảm bảo thực hiện hợp đồng. Đến đầu năm 2022, việc huy động vốn tín dụng cho dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chưa được hoàn tất, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương làm việc với các ngân hàng, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, hạn chót là ngày 13 tháng 2 năm 2022. Đại diện Ban Quản lý Dự án 6 Giao thông Vận tải cho biết, trong thời gian chờ vốn tín dụng vừa qua, nhà đầu tư của dự án PPP Diễn Châu - Bãi Vọt đã tích cực huy động nguồn vốn chủ sở hữu để triển khai tại công trường.